Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam 7 đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch trên 70 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Đoàn Phúc Thuận trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định. Theo điều tra ban đầu, Thuận có một tài khoản quản lý cá độ bóng đá cấp độ Supermaster có hạn mức 1,5 triệu USD. Từ tài khoản này, Thuận đã cắt thành nhiều tài khoản lẻ và cấp cho 6 người khác để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, thậm chí di chuyển đến các tỉnh lân cận để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu, Công an thành phố Nam Định xác định các đối tượng đã nhiều lần tham gia cá độ bóng đá với số tiền lên đến trên 70 tỷ đồng.